tiên sẽ giới thiệu với chị các bạn một dòng sản phẩm rất là đặc biệt. Nó là một thương hiệu tới từ nhà Zolan. Đó là sản phẩm pino điện cao cấp HP65GP. Thì con này nó có những cái điểm gì đặc biệt? Thứ nhất là nó là hàng là sản xuất nội địa cho người Nhật Bản dùng. Đấy. Cái thứ hai là nó có rất nhiều cái tính năng là hay ho. Và đặc biệt là cây này có thể là kết nối Bluetooth thì chúng ta có thể sử dụng app để phục vụ cho học tập cũng như cả nghe nhạc nữa. Thế đấy thì cây này cũng rất là nhiều tiếng âm thanh nó rất là hay. Phím là phím gỗ quý vị nhé. Thì sau đây thì tôi sẽ thử kết nối cái Bluetooth với cái cây này và nghe xem chất lượng âm thanh nó ra đầu ra như thế nào nhé. Nếu mà để mà so nó với lại một cái loa để nghe nhạc thì chúng ta không thể so sánh được, tại vì đây là loa là chơi đàn. Nhưng mà nếu mà để mà phục vụ cho cái việc mà mở nhạc mà mình đánh cùng ấy thì cũng rất là hợp lý. Ai mà muốn trải nghiệm thì có thể đến với cửa hàng của chúng tôi. Là quý vị có thắc mắc thì xin vui lòng inbox vào trang bếp của chúng tôi. Đây là HP65GP, thương hiệu piano điện cao cấp.